lượng một như thế nha. Bên kia là lối vào chánh điện cả nha. Viên đi vào đây rồi hồi mình vào lối chánh điện nha cả nhà. Thiền viện Trúc Lâm này xây cất cũng mới hoàn thành đây à các nhà. Đây gió mát lắm cả nhà. Rồi xong thiền viện Trúc Lâm này đi đường bắc lộ nha cả nhà. Qua cầu Kinh Sáng. Cần Thơ đổ xuống qua cầu Kinh Sáng ạ. Qua cầu Kinh Sáng là nằm phía bên tay trái mình đó.
xung quanh đây rộng lắm cả nhà. Chút nhìn đẹp lắm. Có cô dâu chú rể bên kia nè. Trên nhìn xuống đẹp quá nè cả nhà. Có hàng chút nha các nhà. Gió đưa hàng chút ra đà. Xung quanh cũng rộng lắm cả nhà ơi. Đây mình đi vô đây và cho các bạn xem. Bên trong cái nhà có tiếng chuông gió cả nhà.
chân gió em tay quá cả nhà. Đây, cái trường gió nữa cả nhà. Thank you.
cái cây này cây gì lá đẹp lắm nha. Ui, thấy cái lá đẹp lắm. Cây này là cây đổi màu nha cả nhà. Cái lá nó đẹp quá. Mình tới gần bên cây gì vậy? Tượng Phật Di Lặc đó nha. Bông trang đẹp quá cả nhà ơi. Cô dâu chú rể vô đây chụp hình nè cả nhà. Lúc nãy em thấy có đậu xe đấy nè, xe hoa. Rồi mình chuẩn bị về thôi cả nhà ơi.